chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tân Hưng do ông Nguyễn Thành Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến giám sát chuyên đề về chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý trật tự xây dựng tại xã Vĩnh Châu B. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai quy hoạch trật tự xây dựng trên địa bàn xã được cấp ủy chính quyền quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện. Theo đó, địa phương thường xuyên kiện toàn tổ kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật về xây dựng, trật tự xây dựng. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng và quản lý hành lang lộ giới trên địa bàn vẫn còn diễn ra. Hiện có 38 trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, 19 trường hợp xây cất nhà yến. Qua nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn giám sát trao đổi với địa phương để làm rõ những tồn tại hạn chế, khó khăn chướng mắt về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý trật tự xây dựng thời gian qua từ đó đề xuất các giải pháp xử lý khắc phục trong thời gian tới. Ban An toàn Giao thông huyện Bến Lức Liên đoàn Lao động huyện tổ chức lễ phát động thực hiện doanh nghiệp an toàn giao thông tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vincent Việt Nam Long An Enterprise nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của công đoàn viên người lao động, ban giám đốc công ty cùng ban chấp hành công đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện bộ tiêu chí về doanh nghiệp an toàn giao thông đến tất cả công đoàn viên người lao động trong công ty, dẫn động toàn thể 100% công đoàn viên công nhân lao động đăng ký bản cam kết thực hiện tốt pháp luật an toàn giao thông, đa dạng các hình thức tuyên truyền như trên hệ thống loa phát thanh nội bộ tại công ty, thông qua bản thông báo các trang mạng xã hội Zalo, Facebook do công đoàn công ty quản lý, kiên quyết kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật ứng xử văn minh trong công ty, đồng thời tích cực kêu gọi vận động người thân và gia đình cùng nhau thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần cùng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn doanh nghiệp an toàn giao thông và cùng giới quyện thực hiện thành thành công mô hình quyền an toàn giao thông năm 2024. Dù lúa hè thu năm 2024, nông dân quyền Mộc Quá gieo xạ hơn 21.000 ha, đạt trên 101% kế hoạch, đến nay đã thu hoạch trên 4.500 ha. Năng suất lúa tươi vụ hè thu đạt từ 6 đến 7 tấn trên 1 ha. Phần lớn diện tích lúa còn lại đang trong giai đoạn đồng trổ, đều và chính. Giới giá lúa dao động từ 8.000 đến 8.600 đồng một ký, tùy loại chống lúa nông dân có lợi nhuận từ 18 triệu đến 25 triệu đồng trên một hecta. Mùa đồi thì nó ít dịch bệnh hơn, mùa này thì dịch bệnh nhiều, bị là đậu ôn, rồi sau đó rồi dịch là kính rắn. Để dụ giá cả thị trường bây giờ đó, thì lúc trước khoảng nay hai tuần thì giá nó khoảng tám chín chín ngàn, còn bây giờ hiện giờ tôi bán ra được đó là tám rưỡi, bạch thì năng suất của nó thì chắc khoảng tầm khoảng 6 sáu tấn rưỡi, trong một mẫu lợi nhận thì chắc khoảng lại khoảng 20 triệu. Thời gian tới, quyền một quá bước vào mùa thu hoạch trộ Bà con cần chú ý theo dõi thời tiết, chủ động thăm đồng thường xuyên để phòng trừ hiệu quả các đối tượng gây hại, nhất là chuột, đạo ôn cỏ bông, lem lép hạt. Đồng thời chủ động kiểm tra, tu sửa đê bao, bờ bao chắc chắn để bảo vệ đồng lúa. Kịp thời bơm thoát nước, không để ruộng bị ứ đồng nước gây ngập úng, hạn chế lúa bị đổ ngã, ảnh hưởng đến năng suất. Thưa quý vị và các bạn, phân loại rác thải tại nguồn là một trong những hành động cơ bản nhất, đơn giản nhất để bước đầu giải bài toán bảo vệ môi trường. Với giải pháp đó, huyện Vĩnh Hưng đã được chọn là địa phương thí điểm phân loại rác tại nguồn ở khu vực nông thôn. Theo kế hoạch thí điểm, các hộ gia đình, nhà trọ, cơ sở, sản xuất, trường học, nhà hàng, quán ăn sẽ phân rác thành 3 loại. Sau khi được phân loại, rác sẽ được thu gom vận chuyển riêng về nhà máy xử lý rác Vĩnh Hưng để sản xuất phân hữu cơ hoặc xử lý riêng theo quy định. Thời gian qua, việc phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quyện đã được triển khai thực hiện hiệu quả. Mô hình được triển khai cho các hộ gia đình trong toàn thị trấn Vĩnh Hưng và xã Thái Trị, quyện Vĩnh Hưng. Đầu tiên là hướng dẫn bà con phân loại rác thải tại nguồn. Sau đó thì À, làm cái nhiệm vụ là giám sát cái việc phân loại rác thải thì à, qua công tác tuyên truyền vận động chiều về chiều sâu thì mình tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình rồi qua cái cấp cuộc họp thì à, dần dần thì nói chung là cái bà con cũng có cái ý thức tốt là về cái à, việc phân loại rác thải sau khi mà thực hiện cái mô hình này thì bà con đã thực hiện tốt được cái mô hình thì cái việc rác thải ở ngoài đường thì nó nó, nó sạch nó không còn là ô nhiễm cũng như cái cảnh quan môi trường nó càng ngày nó càng sạch đẹp hơn. À, tôi đây thì quét dọn sạch sẽ, à, phân hữu cơ thì tôi bỏ vào thùng để phân quỷ, à, để mà làm phân bón cho à, rau cải rồi đó. Còn phí liệu thì tôi bán, trai chai, chai. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong phân loại rác tại nguồn, Phòng tài Nguyên và Môi Trường Quyện đã phối hợp cùng Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ các trang thiết bị triển khai phân loại rác như thùng rác cho các hộ gia đình, hơn 200 thùng rác công cộng loại 120 lít, 26 xe đẩy tay 660 lít một xe tải nhỏ 500 kg cho khu vực chưa có hệ thống thu gom. Đối với rác hữu cơ được xử lý ủ phân compost cộng đồng với cái thùng ủ. Về đối với cái rác tái chế thì người dân sẽ tự bán cho cái đơn vị thu gom. À, đối với cái rác còn lại thì ủy à, ban xã sẽ hợp đồng với công ty cổ phần dịch vụ Vĩnh Hưng thu gom hai lần trên tuần thì kết quả triển khai bước đầu thì đạt hiệu quả. Trong thời gian tới thì huyện sẽ tiếp tục phối hợp để triển khai mở rộng cho địa bàn. Việc phân loại rác giờ mang lại lợi ích bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm được nguồn tài nguyên thiên nhiên, hơn hết chính là giảm được nguồn rác thải ra môi trường. Trong năm 2024, quyện tiếp tục phối hợp cùng Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam, triển khai tiếp mô hình phân loại rác tại nguồn tại hai xã Dĩnh Bình, Tuyên Bình Tây thời gian tới thực hiện triển khai tại các xã còn lại để nhân rộng mô hình này. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian tới, nhất là trong dịp Tết Trung thu, hạn chế tối đa ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số hoạt động. Trong đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện đúng các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm quy định điều kiện cơ sở trang thiết bị dụng cụ yêu cầu về kiến thức thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm quy định về đăng ký bản công bố tự công bố sản phẩm sử dụng phẩm màu hương liệu phụ gia bao bì thực phẩm ghi nhãn sản phẩm đối với người tiêu dùng tuyên truyền phổ biến các kiến thức về lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. Chỉ mua và sử dụng các sản phẩm có nhãn mát đầy đủ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, kết hợp với việc lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, và công bố công khai việc xử lý vi phạm theo quy định. Công ty Thắng lợi Tây Nguyên phối hợp với Ban Nhân dân xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ tổ chức đêm hội trang rằm và tặng quà cho 200 trẻ em tại xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ. Tại đây, các em được tham gia các trò chơi quạt náo cùng chú cụi xem múa lân, múa rồng, nhận quà trung thu gồm lồng đèn và bánh trung thu từ đơn vị tổ chức. Ngoài 200 phần quà trung thu, công ty Thắng Lợi Tây Nguyên còn trao tặng 100 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Lạc Tấn gồm 100 chiếc ba lô và 500 quyển tập để động viên khích lệ các em bước vào năm học mới 2024-2025. Tổng kinh phí tặng quà là 40 triệu đồng. Con được nhận quà trong khu và con rất là vui. Cảm ơn nhà tài trợ. Con muốn sao con cũng được như vậy. Thông qua hoạt động nhằm lan tỏa yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có ý thức phấn đấu rèn luyện trong học tập và trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ. Thưa quý vị và các bạn, cũng tại Quyền Tân Trụ, Trung tâm văn hóa Thông tin và Truyền thanh Quyền tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9. Chương trình nghệ thuật với 12 tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu. Các tiết mục có nội dung ca ngợi đảng quang chinh, bác hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi, thu hút sự theo dõi hưởng ứng của đông đảo nhân dân trong huyện đến xem cổ vũ. Đồng thời góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quyền Tân Trụ nói riêng, của tỉnh Long An nói chung trong năm 2024. Do thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 9 năm nay trùng vào ngày nghỉ lễ quốc khánh, nên Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sẽ chi trả từ ngày 4 tháng 9, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10 tháng 9. Trường hợp người hưởng chưa nhận được chế độ do sai tài khoản cá nhân, người hưởng cần liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để thay đổi thông tin đúng, kịp thời nhận chế độ ngay trong tháng này. Trong tháng 9, bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục chi trả qua tài khoản cá nhân tại 43 tỉnh thành phố. Như tháng 8, đối với 20 địa phương còn lại tiếp tục thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân và tiền mặt qua hệ thống bưu điện. Hiện cả nước có gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Đến nay tại khu vực thành thị đã có khoảng 74% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tăng khoảng 10% so với năm 2023. Lợi dụng thời điểm các sinh viên vừa trúng tuyển đang làm thủ tục nhập học, một số đối tượng đã giả mạo là đồng mối của một số trường đại học để lừa chuyển tiền học phí, lệ phí nhập học. Đây là một trong những chiêu trò lừa đảo vừa được cục an toàn thông tin, bộ thông tin và truyền thông cảnh báo tới các tầng sinh viên. Các đối tượng sẽ tạo các trang web giả mạo trông giống như trang web chính thức của trường đại học. Ngoài ra, đối tượng còn giả danh là nhân viên của trường đại học để gửi email hoặc gọi điện thoại yêu cầu sinh viên cung cấp thông tin cá nhân cũng như là thanh toán học phí qua các phương thức không chính thức, sau đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng hoặc là thông tin thẻ tín dụng. Trước thực trạng này, cục an toàn thông tin khuyến cáo người dân kiểm tra các thông tin từ trường đại học và liên hệ trực tiếp với trường nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, tuyệt đối không nhấp vào liên kết trong các email hoặc tin nhắn không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân cho các bên không xác định. Hơn một nửa dân số thế giới, tương đương khoảng 4,4 tỷ người không được tiếp cận với nước uống an toàn cao cấp đôi so với ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra vào năm 2022. Đây là nội dung báo cáo và được diễn công nghệ liên bang Thụy Sĩ đưa ra mới đây. Theo báo cáo trong số 22 tiểu dùng địa lý của Liên Hiệp Quốc, Nam Á và Nam Sa mạc Sahara là những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nghiên cứu dự đoán có tới hơn một nửa dân số trong 1,2 tỷ người sống trên khắp Ấn Độ, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Iran, Maldives, Nepal, Pakistan, và Sri Lanka không được sử dụng nguồn nước an toàn. Tại châu Phi, hơn 80% trong số 1,1 tỷ người dân sống ở Nam Sa mạc Sahara không thể tiếp cận nguồn nước an toàn. Các khu vực châu Đại Dương trừ Australia và New Zealand và Đông Nam Á cũng có khoảng 75% dân số bị ảnh hưởng. Báo cáo cũng cho biết, những người sống ở các thị trấn và thành phố có thu nhập thấp hoặc các khu định cư tạm hoặc bất hợp pháp cũng ít được tiếp cận với các nguồn nước uống an toàn hơn so với những khu dân cư khác. Các chuyên gia khẳng định để cải thiện an toàn vệ sinh nguồn nước, ngoài việc nâng cấp cơ sở hạ tầng nước, còn cần xét nghiệm nước thường xuyên và công khai để giúp người dân tin tưởng vào nguồn nước được cung cấp. Bộ Kinh tế Ukraine thông báo Mỹ sẽ hỗ trợ nước này 800 triệu đô la Mỹ để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại trong cuộc xung đột với Nga. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Sviridenko đã cảm ơn Mỹ về sự hỗ trợ của nước này trong việc xây dựng các hệ thống bảo vệ thụ động, cũng như gói tài trợ 800 triệu đô la Mỹ cho ngành năng lượng. Bà Sviridenko cũng tiết lộ về cuộc họp với Thứ trưởng Năng lượng Mỹ David Tuck trong chuyến thăm Mỹ và việc cung cấp cho Washington danh sách các thiết bị quan trọng mà phía Ukraine cần sửa chữa ngay. Theo Bộ trưởng Kinh tế Ukraine, hơn 50% cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đã bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột với Nga. Nhằm kêu gọi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris theo đuổi lập trường quản lý mềm mỏng hơn đối với tiền điện tử các nhà đầu tư và quản lý hàng đầu trong lĩnh vực này đang lên kế hoạch tổ chức một sự kiện gây quỹ quan trọng cho chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ này tại Washington vào ngày 13 tháng 9 tới. Mục tiêu của hoạt động trên là quyên góp ít nhất 100.000 đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của bà Harris. Giá vé tham dự sự kiện gây quỹ dao động ở mức 500 đến 5.000 đô la Mỹ một người. Những người tổ chức cho biết hoạt động này sẽ giúp thu hút một nhóm nhà tài trợ đa dạng và tạo cơ hội cho các cuộc thảo luận về cách chính quyền của bà Harris có thể thúc đẩy sự phát triển của tiền điện tử, đồng thời tăng cường quyền tiếp cận vốn của cộng đồng người da màu. Đây là một dấu hiệu quan trọng cho thấy sự ủng hộ của giới đầu tư và phát hành tiền điện tử đối với bà Harris. Các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu thế giới đang công bố những số liệu mới cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và cuộc đua ngày càng khốc liệt. OpenAI, nhà sáng lập ứng dụng ChatGPT thông báo rằng số người dùng ứng dụng của họ đã tăng gấp đôi kể từ tháng 11 năm 2023, đạt 200 triệu người hàng tháng và có tới 92% các công ty trong danh sách Fortune 500 hiện đang sử dụng dịch vụ của họ. Trong khi đó Meta, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook cho biết các tính năng AI trên những nền tảng của tập đoàn này hiện đã có tới 400 triệu người sử dụng hàng tháng. Meta cũng cho biết, mức độ sử dụng mô hình Lama được Meta xây dựng dựa trên dữ liệu điện toán đám mây lớn đã tăng gấp đôi trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua, sau khi Meta đưa ra bản cập nhật mới. Microsoft là công ty đang hậu thuận OpenAI phát triển AI, đồng thời cũng tự phát triển các công cụ AI dựa trên công nghệ của OpenAI. Theo Microsoft, mức độ sử dụng ứng dụng Copilot của họ đã tăng 60% chỉ sau 3 tháng. Trong khi đó Google hiện đã đưa ứng dụng Gemini vào tất cả các sản phẩm của mình như Gmail hay Google Maps và gần đây lại tiếp tục cung cấp tính năng tạo hình ảnh AI cho khách hàng cao cấp và doanh nghiệp.